cây này trồng, tiền vào như nước, sự nghiệp thăng hoa. Cây ngọc bích còn được gọi là cây phỉ thúy, cây tình bạn, cây may mắn, thuộc loại cây mọng nước, có nguồn gốc từ Nam Phi. Cây thường được trồng trong nhà, nổi bật với những bông hoa nhỏ, màu trắng hoặc hồng, hình ngôi sao. Lá có màu xanh, mơn mởn, hình tròn, như đồng xu, dày và mọng nước. Vì lá ngọc bích chuyển sang màu đỏ khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Theo phong thủy, cành lá cây ngọc bích tượng trưng cho tài sản, tiền bạc. Cây ra hoa sẽ thể hiện sự giàu sang, no ấm. Chính vì thế, người ta thường đặt cây ngọc bích tại lối đi vào các cửa hàng, tại quầy thu ngân, chỗ để máy đếm tiền. Theo ngũ hành, cây ngọc bích xếp vào hành kim, nên hướng thích hợp để đặt cây là hướng Tây và Tây Bắc. Tránh đặt cây ở hướng Đông Nam, gây ra xung khắc, tổn hại tài chính, sức khỏe. Cây ngọc bích thuộc loại cây không ưa nước. Bạn nên đặt cây ở trong nhà, nơi thoáng mát, nhiệt độ trung bình. Nên đặt chậu cây ngọc bích ở cửa sổ hoặc nơi có nguồn sáng nhân tạo. Kỹ thuật trồng cây ngọc bích cũng khá đơn giản, nhân giống dễ dàng bằng cách dâm một lá cây xuống đất, sau đó cây dễ dàng mọc rễ và phát triển cây con. Bạn có thể trồng cây ngọc bích trong chậu sứ, chậu nhựa, bồn hoa. Chọn đất tốt, tơi xốp, có độ thoát nước tốt và trộn thêm một ít tro, trấu, xơ dừa để cây được phát triển tốt hơn. Bạn chọn những lá già, cứng, không bị heo úa, rồi vùi dưới lớp đất ẩm ướt khoảng 1 cm để lá tự nứt mầm ra cây con. Thường xuyên tưới nước, giữ ẩm để cây phát triển nhanh. Ý nghĩa tuyệt vời của cây ngọc bích. Cây ngọc bích được trồng trong nhà, dưới một số điều kiện, loài này có thể ra hoa như ngôi sao màu hồng hoặc trắng đầu mùa xuân. Có ý nghĩa trong phong thủy, cành lá tượng trưng cho tài sản, tiền bạc. Khi cây ra hoa, điều này thể hiện sự giàu sang, no ấm. Nhiều người cho rằng cây ngọc bích có tác dụng chiêu tài, do vậy sẽ họ thường đặt nó ở bên quầy thu ngân, máy đếm tiền. Có người lại bài trí cây tại lối đi vào các cửa hàng. Ngoài ý nghĩa phong thủy, cây ngọc bích còn có tác dụng tốt về mặt sức khỏe. Vì thế, có thể đặt cây ở bên cửa sổ ngôi nhà bạn. Trong ngũ hành, ngọc bích được xếp vào hành kim, nên hướng thích hợp để đặt cây ngọc bích là hướng Tây và Tây Bắc. Tránh đặt cây ngọc bích ở hướng Đông Nam để không gây nên sự xung khắc với hành mộc của hướng này.